chúng ta cùng xem buổi tập luyện trước khi nghỉ Tết của các bạn trong đội aerobic. Đến. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ review một vài phút các bạn học sinh đang tập nâng người bằng sợi dây mình mới cắm. Lên nào, Hương thử ơi. 2, 3. Đây, cô đang làm rất tốt. Rồi, Hương bị rớt, sụp nổ rồi. Lại nè, còn lại nè, 2, 3. Rồi, thì các bạn cùng xem học Hương làm khoảng bao nhiêu giây nha. Các bạn cùng đếm lên nha. 2, 3. Đây, lại nè Hương. 3, 4, 5. 5 giây, Hương làm lại nè. 2, 3. Đây rồi các bạn ơi, rất tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại nhân vật Hường. 2, 3. Bạn Hường ơi, bạn Hường không nhấc lên chân nổi nha các bạn ơi. Bạn Hường chỉ có phần gáy của mọi người. Chúng ta kết thúc bài phỏng vấn. Hai bạn đang tập luyện. Hà Phương với số dây là 15, còn Cẩm Hường là 1 giây nha các bạn. Các bạn chúng ta xem cái nhóm bên kia. Nhóm này đang ăn dụng. Nhóm này thì đang trò chuyện tán gẫu. Ở phía bên tay trái là Kim Ngân Diệu, rất dẹo nha các bạn. Bên phải là đây 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 Kim Ngân Diệu chạy lại nè. Ta-da, chụp hình thế nào? Ơi, toàn cục rồi, những con người vẫn còn ở đây. Trời ơi, cái tên nó đang đứng suy nghĩ kìa các bạn ơi. Đâu ra hai đây vậy? Quay mặt luôn nè. Ơn Trang. Đây. Yên cho.